Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng nhiều doanh nghiệp tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Văn Bàn. Ngày 19 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 5 để giải quyết công việc phát sinh. Các bệnh viện linh hoạt tổ chức khám chữa bệnh trong tình trạng thiếu thuốc và tư y tế. Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề chia sẻ thịnh vượng, Văn Bàn là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành và nhiều doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước. Văn Bàn là vùng kinh tế lâm nghiệp trọng điểm của tỉnh, trữ lượng khoáng sản lớn, có lợi thế so sánh trong phát triển công nghiệp, đang hình thành các khu đô thị vệ tinh, khu công nghiệp Võ Lao. Huyện đã xác định 4 trụ cột kinh tế, đó là nông lâm nghiệp, công nghiệp sạch, du lịch dịch vụ và đô thị. Trên tinh thần tận tâm phục vụ, địa phương cam kết mạnh mẽ, đồng hành và đảm bảo đầy đủ các điều kiện thu hút nhà đầu tư. Thì chúng tôi sẽ có những cái quy hoạch đủ tốt để cho Văn Bàn, để cho doanh nghiệp vào đây để thực hiện các cái dự án mà theo cái từng cái lĩnh vực của doanh nghiệp mong muốn. Đó là điều kiện thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ có những cái tổ công tác để giúp đỡ cho doanh nghiệp tiếp cận được với thông tin, tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin tới các doanh nghiệp về định hướng phát triển của Lào Cai giai đoạn tới, khẳng định tinh thần chung của Lào Cai cũng như huyện Văn Bàn là sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Phải đồng hành với lợi ích của doanh nghiệp. Lợi ích của doanh nghiệp chính là lợi ích của mình. Vì doanh nghiệp có phát tài thì Lào Cai mới phát triển. Mà doanh nghiệp có ăn nên làm ra, có lợi nhuận thì mới đóng được thuế, thì mới tạo công ăn việc làm được. Tập trung vào tháo gỡ, đồng hành với doanh nghiệp về lĩnh vực về đất đai. Vấn đề thứ ba đó là về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, thì cái này là doanh nghiệp người ta cần. Và chúng ta cũng cố gắng làm sao để biến cái giải quyết cho doanh nghiệp ấy, nó trở thành cái chủ động của mình. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã trao chứng nhận đầu tư cho 2 dự án tại Văn Bàn với tổng vốn đăng ký gần 130 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Văn Bàn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 9 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực xây dựng, sản xuất nông lâm nghiệp, du lịch. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 5 để giải quyết công việc phát sinh. Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 450 về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành thủ tục đầu tư dự án, báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 6 năm 2022 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Để hoàn thiện thủ tục một số dự án theo danh mục thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua các nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, như quy định về một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, giao dự toán nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2022. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 18 tháng 6, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác cộng tác viên năm 2021, triển khai phương hướng cộng tác năm 2022 và khai trương trang TikTok của đài. Trong những năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã có những bước tiến mạnh mẽ về mọi mặt, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để đạt được kết quả đó, có sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, viên chức, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, cùng với sự cộng tác nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác của các sở ngành và Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông cấp huyện, thị xã, thành phố, các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để từng bước hoàn thiện,
nâng cao chất lượng nội dung, chương trình phát thanh truyền hình, các nền tảng mạng xã hội của đài, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập và giải trí của nhân dân, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội. Trong thời gian tới, Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai mong muốn các sở ngành có chuyên mục công tác, các trung tâm văn hóa thể thao, truyền thông cùng đội ngũ công tác viên tiếp tục tích cực phối hợp công tác, ưu tiên các tin bài phản ánh những vấn đề được người dân quan tâm, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong nội dung và chất lượng sản phẩm. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh sẽ tiếp tục mở thêm các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo tốt quyền lợi của các cộng tác viên. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã giới thiệu các nền tảng Internet và khai trương trang TikTok của đài. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều hoạt động đặc sắc phong phú, lễ hội hương sắc vùng cao ở Simacai đã thu hút được rất đông du khách và nhân dân đến tham quan trải nghiệm. Lễ hội được kỳ vọng sẽ thúc đẩy, khơi dậy tiềm năng du lịch trải nghiệm gắn với tiêu thụ nông sản ở Simacai. Là người trẻ thích đi du lịch, anh Nguyễn Văn Lực, một du khách đến từ Hà Nội rất thích thú với các gian hàng trưng bày sản phẩm của các địa phương ở vùng cao Simacai. Vừa tham quan trải nghiệm, vừa quay vlog để giới thiệu đến bạn bè. Những chia sẻ trên mạng xã hội từ anh Lực đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt. Mình trở lại đây mình thấy là cơ sở hạ tầng các thứ nó đều thay đổi, và nhất là được tổ chức được cái lễ hội như này là mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Và mình vừa rồi mình đi tham quan các gian hàng, thấy các sản phẩm nông sản ở đây rất là ngon và rất là chất lượng. Bên cạnh việc xây dựng giới thiệu sản phẩm nông sản đặc hữu tại các gian hàng, huyện Simacai còn xây dựng chương trình trải nghiệm các vườn mận, lê. Tại đây, cùng với hòa mình trong khung cảnh hùng vĩ hoang sơ của núi rừng, du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm công việc chăm sóc vườn mận, lê của người dân địa phương, tự tay hái quả và thưởng thức ngay tại vườn. Hoạt động này không chỉ giúp cho việc tiêu thụ mận, lê được dễ dàng hơn, mà còn giúp cho thương hiệu quả sạch của Simacai đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Trước đây thì cũng có cái khó khăn, mình phải mang tận chợ để mà bán, mà đi ra chợ thì mặc cả cái này nọ cũng gây khó khăn. Và khi trong khi có cái lễ hội này vào tận vườn là du khách cái thứ là thích chọn là hái, là hái đem ra cân thì mình cũng đỡ được phần công sức. Kết hợp với lại cái phát triển cái quảng đối thì chúng tôi cũng đã gắn với lại cái phát triển văn hóa cũng như là du lịch cộng đồng cũng như là du lịch sinh thái và trải nghiệm các cái vườn mận vườn lê cũng như là ngắm hoa mùa xuân, hái quả mùa hè tại các cái vườn mận cũng như là một cái hướng đi mới của huyện. Cũng nằm trong chương trình Simacai hương sắc vùng cao, vào tháng 9 năm 2022, huyện sẽ tổ chức lễ hội Mùa vàng Xín chén. Thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm, khám phá, Simacai mong muốn sẽ thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn, gắn phát triển du lịch và nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, cùng với khó khăn chung của cả nước, một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đang khan hiếm, thiếu thuốc và vật tư y tế. Để khắc phục tình trạng này, ngành y tế tỉnh và đặc biệt là các bệnh viện đã và đang triển khai linh hoạt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Trung bình mỗi ngày, khoa khám bệnh, bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp đón và thăm khám cho trên 800 lượt người. Khắc phục tình trạng khan hiếm, thiếu một số danh mục thuốc trong điều trị hô hấp, bệnh mãn tính, các đơn vị đã linh hoạt chuyển đổi, thay thế sang thuốc khác có cùng công dụng, đảm bảo người bệnh ngoại trú đến thăm khám theo định kỳ đều có thuốc để điều trị bệnh. Thấy nó có hung hăng ho mới gai sốt thôi thì tôi đi khám, thì bác sĩ cho đủ thuốc cả kháng sinh với cái bảo huyết áp, kẻ chiếu chụp đấy ạ. Nhưng mà huyết áp thì có một cái loại nào đó thì nó chưa có, nhưng vì lần đầu tiên nên tôi cứ uống thuốc này đã, mà vẫn bị tái phát lên khám lại ở tim mạch. Trong thời gian đợt đấu thầu các gói thuốc và tư y tế lớn của trung ương địa phương, bệnh viện đa khoa tỉnh đã xin chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế mua các gói thầu nhỏ 3 tháng, 6 tháng, đảm bảo không để thiếu các loại thuốc và tư y tế thiết yếu cơ bản, đủ thuốc dùng trong cấp cứu cho người bệnh. Các cái thuốc mà cấp các cái bệnh mãn tính hàng tháng cho người bệnh thì là bệnh viện sự
có một là sử dụng các cái thuốc cùng tác dụng mà bệnh viện còn để cung cấp cho bệnh nhân. Ngoài ra thì cũng vận động xin các cái nhà tài trợ để ủng hộ thuốc miễn phí để cấp cho người bệnh. Dự báo được tình hình bệnh nhân đông dẫn đến khan hiếm thuốc và tự y tế do tác động của đại dịch COVID-19. Ngoài chủ động 100% các loại thuốc thiết yếu, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng đã mua thêm 20% thuốc theo quy định để đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ở đây là cái lượng bệnh nhân tiểu đường tăng huyết áp cũng rất là đông, trên 1.000. Cơ bản là giải thích cho bệnh nhân về cái tình trạng chung của toàn quốc là như thế. Và mình sẽ thay thố một số các loại thuốc khác, các thành phần tương tự như thế. Với quan điểm không để bệnh nhân không có thuốc để chữa bệnh, ngành y tế đã chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị y tế chủ động, linh hoạt, khẩn trương lựa chọn các hình thức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp nhằm đảm bảo có đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh. Tăng cường cái công tác đào tạo, tập huấn cho các cơ sở y tế trong công tác tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc, chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ để sớm có kết quả tổ chức lựa chọn nhà thầu, liên hệ với trung tâm mua sắm tập trung cấp quốc gia để nắm bắt được cái tình hình tiến độ và kết quả lựa chọn nhà thầu để sớm có cái hướng để chỉ đạo các cơ sở y tế đảm bảo đủ thuốc. Với sự nỗ lực của toàn ngành y tế, cơ bản các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì đảm bảo. Tuy nhiên, việc thiếu một số vật tư y tế trong phẫu thuật cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến các cơ sở y tế tuyến dưới, khiến tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến có chiều hướng gia tăng. Bởi vậy, các ngành đơn vị liên quan cần tiếp tục có giải pháp khắc phục, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Lào Cai hiện có 3 loại vaccine được Bộ Y tế chỉ định tiêm nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Đó là vaccine do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất, vaccine do AstraZeneca sản xuất và vaccine cùng loại với mũi 3. Sở Y tế tỉnh đã thành lập các điểm tiêm tuyến tỉnh gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi Chức năng và Bệnh viện Nội tiết. Tuyến huyện được triển khai tại các điểm tiêm lưu động và cố định, tiến hành tiêm đồng loạt khi được phân bổ vaccine để đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, các địa phương cũng tổ chức tiêm chủng tại nhà cho những người bị hạn chế vận động, không thể di chuyển đến điểm tiêm tập trung. Tại các điểm tiêm duy trì thường trực cấp cứu, xử trí các trường hợp phản ứng, tai biến do tiêm chủng nếu có. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh huyện để chống tối thiểu 5 giường hồi sức cấp cứu để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. Thưa quý vị và các bạn, tại văn bản số 1151 ngày 27 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu trước ngày 25 tháng 6 năm 2022, 100% người dân đủ điều kiện được cấp căn cước công dân theo đúng quy định. Để hoàn thành mục tiêu này, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội trong toàn tỉnh đã không quản ngày đêm xuống tận thôn bản, làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân cho người dân. Đây là những hình ảnh cấp căn cước công dân vào dịp cao điểm. Lực lượng công an xuống tận nơi, vận động bà con lên các địa điểm cấp căn cước công dân tập trung, thậm chí bố trí lực lượng xuống làm tại nhà. Chị Vũ Hương Trang ở tổ 10 thị trấn Bát Sát hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, tranh thủ đợt nghỉ phép về quê, chị ra trung tâm hành chính công của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân. Ra đây để thực hiện làm cái căn cước đầy đủ cho em ạ. Và đến hiện tại bây giờ thì em và gia đình đã thực hiện hoàn thành căn cước công dân. Trường hợp mà già, người già, cao tuổi hoặc là bị bệnh liệt mà không đến được các cái địa điểm mà tổ chức cấp căn cước công dân của công an các đơn vị thì là công an các đơn vị đã bố trí phương tiện, xe đến tận nhà của công dân và đưa đến các cái điểm để thu nhận hồ sơ. Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện bố trí đủ nhân lực, phương tiện và thông báo cho công dân chưa được cấp căn cước công dân đến trụ sở công an cấp xã hoặc trường học để thu nhận dứt điểm số hồ sơ. Xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết cho từng ngày, phấn đấu 100% người dân đủ điều kiện được cấp căn cước công dân theo đúng quy định trước ngày 25 tháng 6 năm 2022. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay và tổ chức cao điểm để tất cả cán bộ chiến sĩ công dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử. Đây là việc chuyển đổi số của quốc gia. Thế vì vậy, tất cả cán bộ chiến sĩ thực hiện cái nhiệm vụ này
đều nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ để phấn đấu trong thời gian từ nay cho đến 25 tháng 6 sẽ cấp được 100% căn cước công dân cho những đối tượng cần cấp. Tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2022, công an các đơn vị trong tỉnh đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân của 559.075 người từ 14 tuổi trở lên, đạt trên 96,5%. Bộ Công an đã chuyển 502.495 thẻ. Công an tỉnh đã cấp trả cho công dân 488.965 thẻ căn cước. Dù chỉ còn hơn một tuần để hoàn thành mục tiêu 100% công dân đủ tuổi được cấp căn cước công dân gắn chip, tuy nhiên với tinh thần vì nhân dân phục vụ, dân còn chờ, còn giờ làm, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong tỉnh đang nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã phát hiện xử lý 28 vụ vi phạm pháp luật về hải quan. Trong số này, lực lượng hải quan đã bắt giữ 3 vụ buôn lậu, trị giá hàng hóa 110 triệu đồng, gồm các loại bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã được tiêu hủy theo quy định, xử lý 23 vụ vi phạm pháp luật hải quan liên quan đến thuế, giá trị, mã số, phối hợp với các lực lượng khác bắt giữ 2 vụ liên quan vận chuyển ma túy và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong 6 tháng cuối năm, dự báo hoạt động xuất nhập khẩu sẽ diễn ra sôi động hơn. Hải quan Lào Cai đã có nhiều hoạt động tăng cường, nắm tình hình tuần tra kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu, đường mòn, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý triệt đề các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Giai đoạn 2022-2025, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu ổn định và phát triển vùng trồng cây dược liệu, đạt quy mô 4.000 ha. Trong đó phát triển nhóm cây dược liệu hàng năm 1.500 ha, duy trì diện tích nhóm cây dược liệu lâu năm, cây dược liệu dưới tán rừng 2.500 ha, xây dựng cơ sở bảo quản và chế biến sâu quy mô công nghiệp tại vùng sản xuất cây dược liệu tập trung, đảm bảo 100% sản lượng tươi được sơ chế, bảo quản, chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm, hình thành 5 nhóm sản phẩm dược liệu gắn với du lịch, đồng thời hình thành ít nhất 5 điểm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với dược liệu tại Sapa, Bắc Hà, Bát Sát, Bảo Yên. Để đạt được các mục tiêu đề ra, các địa phương, các cơ quan chuyên môn tập trung xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển các sản phẩm dược liệu gắn với du lịch, thu hút nhà đầu tư chiến lược chế biến sâu, xây dựng các điểm dược liệu du lịch, đảm bảo các điều kiện đón khách du lịch tham quan trải nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, các trường phổ thông dân tộc nội trú có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục của tỉnh, là nơi tạo nguồn nhân lực cho vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Những năm qua, tỉnh luôn dành sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, giúp các trường phổ thông dân tộc nội trú ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy. Ước mơ về một ngôi trường khang trang của thầy và trò, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bát Sát đã trở thành hiện thực. Cơ sở mới rộng rãi, khang trang, không còn phòng học tạm, học sinh có điều kiện học tập, vui chơi, tham gia nhiều câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa bổ ích. Đáp ứng được cái nhu cầu học tập của chúng em, và chúng em không phải học ở những cái phòng học tạm nữa, và có đầy đủ tiện nghi như là các thiết bị như là máy chiếu, máy tính để phục vụ cho công việc học tập của chúng em. Còn với trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bảo Thắng, do được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp. Việc được đầu tư xây mới toàn bộ cơ sở vật chất đã đáp ứng được sự mong mỏi của thầy và trò nhà trường. Chắc chắn là với cái sự quan tâm về cơ sở vật chất dạy học và cũng như sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn và đầu tư về cơ sở vật chất lớn như vậy, thì trong những năm tới đây chắc chắn là trường nội trú Bảo Thắng sẽ có những bước chuyển mình mới và đáp ứng được cái yêu cầu về chất lượng dạy và học Đại Trà nói chung và cái chất lượng mũi nhọn nói riêng. Toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, đã có 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Từ năm 2018 đến nay, cùng với xây mới trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, 3 trường phổ thông dân tộc nội trú huyện ở Bảo Yên, Bát Sát và Bảo Thắng cũng được xây mới với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ. Các cái trường phổ thông dân tộc nội trú thì đang được xây dựng, đang được quy hoạch lại với một cái quy mô là lâu dài, đủ đáp ứng cho yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa và lâu dài trong quá trình tổ chức giáo dục cho các em học sinh.
thì còn có những vấn đề cần phải tiếp tục quan tâm, ví dụ như là diện tích đất cần phải mở mang. Cái thứ hai là cần đầu tư thêm các cái trang thiết bị ở trong trường học, những cái công trình phụ trợ để mà giúp cho các cái hoạt động giáo dục học sinh. Những mùa quả ngọt mà ngành giáo dục Lào Cai gặt hái được trong những năm vừa qua là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách chăm lo cho phát triển giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc quan tâm đầu tư phát triển hệ thống trường nội trú đã và đang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn nhân lực cho địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội. Những nội dung đáng chú ý có trong phần sau chương trình: ép khách mua bảo hiểm là vi phạm pháp luật. Lào Cai nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành công văn chỉ đạo triển khai Nghị định số 38 về lương tối thiểu. Trong đó lưu ý về cơ chế và đối tượng áp dụng, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương và trả lương cho người lao động. Các địa phương cần chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, đình công xảy ra, đảm bảo duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng tuyệt đối không để tình trạng nhân viên yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm thì mới thực hiện giải ngân. Việc tham gia bảo hiểm của khách hàng là tự nguyện. Vì vậy, nếu nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm là vi phạm quy định của pháp luật, sẽ bị xử phạt. Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, thanh tra giám sát các ngân hàng, chi nhánh tỉnh, thành phố nếu phát hiện các tổ chức tín dụng, cá nhân yêu cầu ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm rồi mới giải ngân thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 2 tuyến đường sắt với hàng trăm điểm giao cắt đường ngang dân sinh. Thời gian qua, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã thực hiện quyết liệt các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên có tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai chạy qua với chiều dài khoảng 10 km. Nhưng có tới gần 40 đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt. Phần lớn không có người gác, rào chắn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Năm 2018, Hội Cựu chiến binh xã đã đứng ra lập các tổ chức cảnh giới, tự nguyện làm công việc của những người gác chắn. Từ mô hình điểm đầu tiên hiệu quả này, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Công ty Cổ phần Đường sắt In Lào đã lập các tổ chức cảnh giới tại 15 điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt thuộc địa bàn huyện Bảo Thắng và Bảo Yên. Làm cái công việc này thì như thế là cũng vì xã hội, cũng vì như là cái tình hình an toàn là giao thông của như thế là nhân dân thôi. Vì vậy mà cũng mong làm sao như là trên có vấn đề hỗ trợ về như là những cái ngày lễ ngày Tết cho chúng tôi để đảm bảo được như thế cuộc sống, cũng như là đảm bảo được như thế là cái tính mà như thế là để chúng tôi làm sao để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của trên giao cho. Để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, Tiểu ban an ninh trật tự an toàn giao thông đường sắt khu vực tỉnh Lào Cai đã phối hợp với lực lượng công an làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra kịp thời các hành vi xâm phạm hạ tầng đường sắt, hạn chế các vụ việc xâm phạm công trình giao thông đường sắt. Sẽ hỗ trợ tạo điều kiện đào tạo ví dụ tập huấn này để cung cấp các trang thiết bị về chuyên ngành để cho người làm cảnh giới thực hiện theo quy trình để đảm bảo những cái đoàn tàu cũng như con người tham gia giao thông mà lối đi tự mở có tiềm ẩn tai nạn giao thông được đảm bảo an toàn. Quản lý tốt các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường ngang dân sinh, Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đặt ra yêu cầu đối với các địa phương có đường sắt đi qua phải kiên quyết đấu tranh, xử lý, không để phát sinh thêm lối đi tự mở trái phép qua đường sắt. Chủ động lập kế hoạch, thực hiện lộ trình xóa bỏ lối đi tự mở trái phép, xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt. Chuyển sang những thông tin quốc tế, Tổng thống Putin đã kêu gọi các doanh nghiệp và tập đoàn lớn của xứ sở Bạch Dương đẩy mạnh đầu tư trong nước để đối phó với các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Theo Tổng thống Putin, thành công thực sự và lâu dài chỉ đến khi doanh nghiệp gắn kết tương lai của mình với tương lai của quê hương đất nước. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước vượt khó, ông Putin đã chỉ đạo chính phủ từ bỏ các chiến dịch thanh kiểm tra không cần thiết và công bố một số quy định mới tạo thuận lợi hơn cho các hoạt động kinh doanh. Theo số liệu ước tính, mặc dù đang phải chịu nhiều lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây, trong đó có lệnh cấm vận dầu mỏ, khí đốt và cô lập ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, song ngân sách của Nga trong năm nay có thể vẫn đạt thặng dư 3.000 tỷ rúp. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết giới chức nước này sẽ thảo luận về các quan ngại của mình đối với việc Phần Lan và Thụy Điển nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khi diễn ra các cuộc đàm phán tại Bruxelles, Bỉ vào ngày 19 tháng 6 tới. Dự kiến người phát ngôn kiêm cố vấn đối ngoại của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm việc với NATO về tài liệu trên vào tối ngày 19 tháng 6 tại Bruxelles, Bỉ, trước khi NATO tiến hành hội nghị thượng đỉnh tại Madrid, Tây Ban Nha trong hai ngày cuối tháng để thảo luận về nỗ lực gia nhập khối của hai nước Bắc Âu, cũng như chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, Ankara không coi hội nghị thượng đỉnh này là thời hạn chót cho nỗ lực của Phần Lan và Thụy Điển, đồng thời nhấn mạnh tiến trình đàm phán chỉ đạt được kết quả khi các mối quan tâm của Ankara được giải quyết. Tại Mỹ, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp hai loại vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer và Moderna cùng của Mỹ sản xuất cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Nhóm tuổi cuối cùng đang chờ được tiêm chủng ngừa COVID-19 ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Cụ thể, FDA đã phê duyệt sử dụng loại vaccine hai liều của Moderna cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi, trong khi phác đồ tiêm vaccine do Pfizer bào chế đối với trẻ từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi là 3 mũi. Cả hai loại vaccine này đều được bào chế theo công thức mRNA và đã được thử nghiệm đối với hàng nghìn trẻ em. Theo các nhà khoa học, hiệu quả chống lại sự lây nhiễm cao hơn khi tiêm vaccine của Pfizer khoảng 80%, trong khi ở Moderna là 51% đối với trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi và 37% đối với trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc thông báo ghi nhận 1.145 ca mới. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Hồng Kông ghi nhận trên 1.000 ca mắc mới mỗi ngày. Trước tình hình hiện nay, chính quyền Hồng Kông đã gia hạn một số biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, để đảm bảo học sinh có thể tham gia các lớp học trực tiếp, nhà chức trách tiếp tục phát các bộ xét nghiệm nhanh cho các trường, yêu cầu giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi đến trường, cho đến khi kết thúc năm học. Chính quyền cũng sẽ nối lại việc phát bộ xét nghiệm nhanh cho người dân. Dịch bệnh có dấu hiệu quay trở lại trong bối cảnh khu hành chính đặc biệt Hồng Kông đang chuẩn bị tổ chức các sự kiện kỷ niệm dịp 25 năm ngày trở về với Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhận định Hồng Kông có thể có ít ca bệnh nặng và tử vong hơn trong làn sóng dịch mới vì nhiều người đã có miễn dịch và hầu hết người dân đã được tiêm vaccine ngừa bệnh. Liên quan tình hình dịch bệnh tại Triều Tiên, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, số ca sốt mới trong 24 giờ qua tại nước này vẫn tiếp tục xu hướng giảm và hiện chỉ còn khoảng 20.000 ca mới trên một ngày, giảm gần 20 lần so với mức đỉnh gần 400.000 ca hồi giữa tháng 5. Dẫn số liệu từ Trung tâm Ngăn ngừa Dịch bệnh Khẩn cấp Quốc gia Triều Tiên, KCNA cho biết, trong 24 giờ tính đến 6 giờ chiều ngày 17 tháng 6, theo giờ địa phương, nước này ghi nhận hơn 20.360 ca sốt, nâng tổng số ca tính từ cuối tháng 4 đến nay lên hơn 4,6 triệu ca, trong đó có 73 ca tử vong. Đáng chú ý là đại đa số các ca sốt ở Triều Tiên đều đã bình phục và chỉ còn gần 36.400 người đang phải điều trị. Đại sảnh danh vọng dành cho nhạc sĩ đã chính thức trở lại. Cho năm nay, ban tổ chức sẽ công bố đón chào hàng loạt nghệ sĩ. Cái tên nổi bật nhất trong danh sách được khán giả chú ý đến chính là diva nhạc pop Mariah Carey. Theo như thông báo của đại sảnh danh vọng nhạc sĩ, Mariah Carey đã sở hữu hàng loạt bản hit. Tính đến thời điểm hiện tại, nữ danh ca đã có tổng cộng 19 lần đạt ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, chỉ đứng sau The Beatles. Ngoài ra, cô cũng là nghệ sĩ duy nhất đạt vị trí số 1 vào cả 4 thập niên 1990, 2000, 2010 và 2020. Ngoài Mariah Carey, danh sách vinh danh năm nay còn bao gồm nhà sản xuất âm nhạc Neptune, ban nhạc điện tử đến từ Anh Irimix,
nghệ sĩ nhạc Blue Steve Miller và Isley Brothers. Đây là giải thưởng công nhận những nhạc sĩ trẻ tài năng tạo ra tác động đáng kể trong ngành công nghiệp âm nhạc thông qua những ca khúc do chính họ sáng tác. Thưa quý vị và các bạn, đồng bào vùng cao luôn bình dị và gần gũi, có cuộc sống hài hòa với thiên nhiên, luôn là nguồn cảm hứng dồi dào cho hội họa. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức vẻ đẹp của đồng bào vùng cao qua nét cọ đầy cảm xúc của các họa sĩ Lào Cai. Xin kính chào tạm biệt.